Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn claim một con token có kêu là SNFT nha các bạn. Thì con này trong chương trình bán hàng VSEL còn 5 ngày nữa sẽ list trên sàn PancakeSwap nha các bạn. 5 ngày hay 50 ngày ta. Thì hiện tại giá bán giá VSEL là các bạn có thể mua là từ 0.01 BNB tới max là 10 BNB các bạn. Thì 0.01 BNB bằng 100.000 token XNFX này. Thì mình hướng dẫn các bạn Glamoury, thì các bạn click phần link copy phần link mô tả dưới video mình ra nha. Thì các bạn mở địa chỉ chút đát cho mình ra lại nè. Thì các bạn chọn qua một đát nè các bạn. Các bạn dán cái đường link dưới phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Link dự án đó. Rồi các bạn bấm gỡ nè. Sau khi bấm gỡ xong thì các bạn lướt xuống nè các bạn. Còn 50 ngày nữa các bạn. Bạn bấm dưới claim airdrop nha các bạn. Thì các bạn phải tốn phí gas là 0.007 BNB ở khoảng 0.5 đô. Hiện tại giá gas lên hơi cao mà chơi mạng BNB sự. Này giá gas khá là rẻ nha các bạn. Bạn bấm chấp thuận nè. Sau khi bạn bấm chấp thuận thì chờ nó giao dịch một lát nha các bạn. Ok, như vậy mình đã gửi đã về các bạn. Đây mình copy con sắt của nó các bạn. Rồi mình dán rồi mình đã về được bao nhiêu token rồi các bạn. XNFX nè, dự án này khá là ngon đó các bạn. Mình đã về được 1 triệu token nữa các bạn. Để mình qua mình coi tổng cung nó bao nhiêu các bạn. Đây là dự án của chain NFT mà sao mà nó tổng cung nó rất là cao các bạn. 860.000. Hiện tại có 503 holder nữa các bạn. Ở đây trong website đang update nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token SNFT đến đây cũng kết thúc rồi. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.